Tập 3. Sau 3 tuần nằm ở bệnh viện hít mùi thuốc khử trùng thì Hàn Ân Ni cuối cùng cũng được trở về nhà và được tự do ăn thỏa thích. Cơ thể vì được quản gia Lâm chăm sóc rất cẩn thận nên vết thương của cô nhanh chóng lành lại, không còn đau nữa. Hàn Ân Ni ngồi trong phòng ăn để dùng bữa thì nghe tiếng của quản gia Lâm và Mạc Hàn Phong. Hai người họ hiện tại đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Mạc Hàn Phong thoải mái ngã người xuống ghế, ánh mắt mông lung nhìn quản gia Lâm, sau đó cất giọng không lạnh không nhạt. Vì đối với anh, bà ấy là người đã chăm sóc anh từ nhỏ cho đến lớn nên rất tôn trọng bà ấy. Bác có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Quản gia Lâm khẽ gật đầu. Bất ngờ bà quay sang nhìn Hàn Ân Ni một cái đầy yêu thương, rồi quay lại nhìn anh nghiêm túc. Cậu chủ, tôi xin phép nói thẳng luôn, Tiểu Ly là một cô gái mềm yếu từ nhỏ đã bất hạnh. Con bé đáng lý ra phải được mọi người yêu thương, cưng chiều, chứ không phải là để hành hạ sỉ nhục. Vậy nên tôi mong cậu chủ hãy trả lại sự tự do cho Tiểu Ly. Tôi biết tôi không nên xen vào chuyện của cậu và con bé, nhưng con bé Tiểu Ly cần được yêu thương. Cậu có thể làm được điều đó không? Toàn bộ những điều mà quản gia Lâm nói, Mạc Hàn Phong đều nghe rõ không sót một chi tiết. Đôi mày rậm nhướng lên, chứng tỏ anh đang rất tức giận và khó chịu. Muốn anh trả lại tự do cho Hàn Ân Ni? Không đời nào. Anh chưa thỏa mãn việc hành hạ cô, làm gì có chuyện để cô rời khỏi đây. Mạc Hàn Phong bực bội đứng phát dậy, khẽ ngừng xuống nhìn quản gia Lâm, lạnh nhạt lên tiếng. Bác về chỗ làm việc đi. Tôi sẽ không đồng ý với bác chuyện này đâu. Nên bác đừng hạ mình cho cô ta mà đến cầu xin tôi. Quản gia Lâm thật sự bất lực nhìn vào tấm lưng Mạc Hàn Phong đang dần rời đi. Lần này bà không giúp được Hàn Ân Ni rồi. Không hiểu sao bà lại cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả việc giúp cô rời khỏi đây cũng không làm được. Bà vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng khách cho đến khi một vòng tay mềm mại ôm chầm lấy bà. Bác Lâm, Mạc Hàn Phong nói rất đúng. Bác đừng vì con mà hành hạ mình cầu xin. Con ở đây không sao đâu. Với lại còn có bác ở đây, con không nỡ rời khỏi đây. Tiểu Ly. Hai đôi mắt bà cay xè ôm chặt lấy Hàn Ân Ni. Đúng là một cô bé hiểu chuyện, nhưng càng làm bà cảm thấy rất đau lòng không thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 tháng, nhưng mới đó đã vào mùa đông. Hàn Ân Ni mặc chiếc váy trắng dạ tiểu thư phong cách retro kiểu Pháp, Quảng Châu. Quả thật chiếc váy quá đắt, cô tất nhiên sẽ không thể mua nổi. Nhưng chiếc váy này cô được Nghiên Dương tặng cách đây 3 ngày vào dịp Noel. Đang tận hưởng chăm sóc cho hoa ở ngoài vườn thì đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên. Hàn Ân Ni ngừng sang công việc lại, sau đó đi ra rửa tay thật sạch rồi mới bắt máy. Nhìn thấy tên người gọi khiến cô bất giác chần chừ, vừa không muốn nghe. Nếu người đầu dây bên kia nói gì khiến cô lo sợ thì sao đây? Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô nhấn nút nghe. Con nghe thưa mẹ. Cô làm cái gì mà bắt máy lâu như vậy hả? Cô còn có tôn trọng người mẹ này nữa hay không? Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà. Ỷ bản thân cô là Mạc thiếu phu nhân là có thể không tôn trọng người mẹ này ư? Hàn Ân Ni biết thế nào cũng bị Hàn phu nhân giáo huấn một trận, nhưng cô không hề phản kháng vì vẫn coi bà ta là mẹ của mình. Cô cố nén cơn tức giận vào trong mà dịu giọng nói với bà ta. Mẹ, con không có ý đó. Tại con đang bận làm việc thôi thưa mẹ. Bận nữa? Cô bận ăn, bận ngủ thì có. Làm Mạc thiếu phu nhân sướng nhỉ? Cô đúng là đũa mốc mà tròi mâm son. Thân phận thấp hèn mà muốn được địa vị cao sang. Nhưng có điều, chỉ trong đêm mai thôi, cô sẽ trở về với thân phận thấp hèn kia. Hàn Ân Ni bấu chặt tay vào váy, gắng gượng không để bản thân run rẩy vì khóc. Chẳng phải trước kia chính bà ta đã mang cô đến Mạc gia làm dâu tay con gái bà ta hay sao? Nhưng mà bà ta có biết cô sống ở đó không khác gì địa ngục hay không? Sao mỗi lần gọi đến đều mỉa mai châm chọc cô, nói cô là Mạc thiếu phu nhân sung sướng? Nhưng bà ta có biết cô đã chịu đựng nỗi đau đến nhường nào chưa? Không hỏi han cô thì thôi, có cần mỉa mai cô như vậy không? Dù sao cô cũng là con gái của Hàn gia mà.
Hít thở sâu, Hàn Ân Ni cố gắng bình tĩnh nhất mà hỏi lại Hàn phu nhân. Ý của mẹ là gì? Con không hiểu mẹ đang nói gì cả. Cũng biết giả vờ ghê nhỉ. Tôi nói ngày mai khoảng 3 giờ chiều đến sân bay cùng chúng tôi đón Tiểu Nhàn trở về. Mà cô cũng nên chuẩn bị trở lại thân phận thấp hèn kia của cô đi là vừa. Nói xong, Hàn phu nhân nhanh chóng cúp máy, mặc cho Hàn Ân Ni chưa kịp nói gì. Hàn Tuyết Nhàn trở về rồi ư? Toàn thân cô bỗng dưng mềm nhũn, muốn ngã quỵ xuống đất, nhưng vẫn may tay cô bám chặt vào xích đu, hơi thở có chút khó khăn nhưng không bằng trái tim đang không ngừng đau âm ỉ. Mặc cho trời đang lạnh nhưng cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Quản gia Lâm lo lắng cầm theo áo khoác dày rồi khoác lên người cô. Nhìn thấy sắc mặt không được ổn của cô, bà lo lắng hỏi: đã có chuyện gì xảy ra với con vậy, Tiểu Ly? Hàn Ân Ni đột nhiên ôm chầm lấy bà, không khóc nhưng ngữ điệu lại run rẩy. Bác Lâm, Hàn Tuyết Nhàn trở về rồi. Con phải làm sao đây? Chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Đến lúc đó con được giải thoát và tìm lại tự do của mình. Nhưng con không nỡ rời xa Mạc Hàn Phong ạ. Hàn Ân Ni không ngần ngại mà nói thẳng ra, đâu phải không yêu, chỉ là chưa dám để bản thân đau lần nữa vì yêu. Mạc Hàn Phong đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Ngay khi đi xuống dưới đến tầng hầm đỗ xe thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên. Nhìn thấy đầu dây bên kia là của nước ngoài, không chần chừ mà cúp máy. Nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn lần nữa gọi lại. Mạc Hàn Phong nhướng mày đầy bực bội mà bắt máy, ngữ điệu vô cùng lạnh tanh. Alo. Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng. Điều này càng khiến Mạc Hàn Phong muốn nổi điên lên. Dám trêu chọc anh ư? Nếu biết người đó là ai thì anh chắc chắn người đó không yên với anh đâu. Hít thở sâu, nhẫn nại lên tiếng. Nếu như không lên tiếng, tốt nhất đừng nên gọi đến. Tôi cúp. Đừng mà Hàn Phong. Cả người Mạc Hàn Phong cứng đờ khi nghe giọng nói này. Một lúc sau anh mới có thể bình tĩnh lại. Nhận thấy anh im lặng, người đầu dây bên kia giờ giọng điệu ngọt ngào. Là em đây, Tuyết Nhàn. Anh vẫn còn nhớ em chứ? Trong lòng Mạc Hàn Phong bỗng dưng không có một chút nào là vui mừng khi người gọi là Hàn Tuyết Nhàn, người mà anh yêu đây sao? Đáng lý ra anh vui chứ, sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy? Nhưng anh lại ngoan cố ép bản thân phải vui mừng. Tại sao em lại gọi cho tôi? Chẳng phải em vì không muốn cưới tôi mà cùng bạn trai trốn ra nước ngoài hay sao? Nhưng không ngờ Hàn Tuyết Nhàn lại bật khóc nức nở trong điện thoại. Tiếng khóc của cô ta rất khiến người đàn ông nào cũng phải đau lòng và muốn bảo vệ che chở, Mạc Hàn Phong là chẳng hạn. Tại sao lại khóc? Ngoan, nín đi. Nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra với em. Hàn Phong, em sẽ giải thích cho anh nghe. Chính chị của em là Hàn Ân Ly. Chị ấy đã ép em cùng một người đàn ông lạ ra nước ngoài. Người đàn ông đó hoàn toàn không phải bạn trai của em. Chị ấy vì muốn làm Mạc thiếu phu nhân của anh mà dùng thủ đoạn ép em phải rời xa anh. Em không còn cách nào khác, đành thuận theo chị ấy. Một năm qua em sống không khác gì địa ngục. Đã nhiều lần em muốn quay về nước gặp anh, nhưng chị của em... Mạc Hàn Phong tay nắm chặt thành quyền, nhưng không thể kiềm nén được cơn tức giận mà đập tay vào chiếc xe. Hàn Ân Ly, cô được lắm, dám bức ép người con gái của tôi. Ngoan, nín đi. Tôi hiểu mọi chuyện rồi. Từ nay về sau tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Vâng ạ. Khóe môi Hàn Tuyết Nhàn cong lên một cách đắc ý. Hai người họ nói chuyện qua loa rồi nhanh chóng cúp máy. Mạc Hàn Phong với gương mặt phừng phừng tức giận đi về nhà. Mạc Hàn Phong tràn đầy sát khí đi vào trong phòng ăn. Mắt thấy Hàn Ân Ni đang dọn cơm lên bàn mà không thèm đoái hoài nhìn anh, khiến anh càng thêm tức giận, không nhịn được đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn kéo đi nhưng bị cô phản kháng. Mạc Hàn Phong, anh nổi điên cái gì vậy hả? Chát. Cả người Hàn Ân Ni trao đảo ngã xuống đất, một bên má phải nhanh chóng in hẳn dấu tay của anh. Cô cắn chặt răng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, một tia sợ hãi cũng không có. Hàn Ân Ni như hét vào mặt anh. Mạc Hàn Phong, tôi nói cho anh biết, tôi là con người chứ không phải là đồ vật.
mà mặc cho anh đánh đập hành hạ. Còn giả vờ đáng thương. Tôi thật không ngờ con người cô lại độc ác đến như vậy, lại dùng chiêu trò bất chấp thủ đoạn với người khác. Ngữ điệu Mạc Hàn Phong tràn đầy khinh bỉ và châm chọc. Ngay khi nghe những điều này khiến Hàn Ân Ni vô cùng sửng sốt, vừa kinh ngạc. Mạc Hàn Phong ấy thế mà cay nghiệt nói cô là một người độc ác, bất chấp thủ đoạn. Anh nói vậy là có ý gì? Lại không muốn thừa nhận được. Hàn Ân Ni, cô dám dùng thủ đoạn đê tiện để ép Hàn Tuyết Nhàn đi nước ngoài cùng một người đàn ông lạ. Vậy mà cô nói người đàn ông đó chính là bạn trai của Tuyết Nhàn. Hàn Ân Ni nghe như sét đánh ngang tai vậy. Thủ đoạn đê tiện ép Hàn Tuyết Nhàn đi nước ngoài. Suốt cuộc Mạc Hàn Phong đang nói cái gì vậy? Chẳng phải trước kia Hàn Tuyết Nhàn rất cương quyết cùng tên bạn trai kia chạy sang nước ngoài hay sao? Tại sao lại nói cô ép Hàn Tuyết Nhàn cùng với người đàn ông lạ đi nước ngoài? Đột nhiên hai mắt Hàn Ân Ni trợn tròn. Chẳng lẽ Hàn Tuyết Nhàn đã liên lạc lại với Mạc Hàn Phong rồi ư? Và nói những điều không tốt về cô cho anh nghe. Con người Hàn Tuyết Nhàn ra sao cô hiểu rất rõ. Có phải là Hàn Tuyết Nhàn đã nói cho anh nghe? Bỗng dưng Mạc Hàn Phong bật cười thành tiếng, ánh mắt đục ngầu, rõ là đang mất kiên nhẫn. Ngay lập tức cổ Hàn Ân Ni bị anh bóp chặt. Anh bây giờ như muốn nuốt chừng người cô vậy. Vậy là cô đã thừa nhận rồi. Nếu Tuyết Nhàn không nói với tôi chuyện này thì tôi mãi mãi không biết được con người đầy thủ đoạn như cô. Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, nếu cô còn đụng đến Tuyết Nhàn thì cô biết hậu quả rồi đấy. Dứt lời, Mạc Hàn Phong vốn không hề thương tiếc mà hất mạnh người Hàn Ân Ni ra. Nhưng không may lưng cô đụng trúng lưng ghế, vì quá đau đớn nên cô ngồi quỵ xuống. Cô không tài nào ngồi dậy được nữa, ánh mắt luôn thẫn thờ. Đau lòng chứ, không đau sao được khi người mà cô từng yêu thương hết lòng lại là kẻ thật tệ. Hàn Ân Ni cảm giác lúc này vừa bất lực, vừa xót xa, vừa xấu hổ. Xấu hổ vì từng ngưỡng mộ một kẻ tệ bạc, xót xa vì thấy tình yêu của mình trao nhầm chỗ, bất lực vì đau lắm mà không làm được gì, chỉ biết nhìn anh làm tổn thương mình mà chưa một lần đáp trả. Quản gia Lâm từ ngoài vườn đi vào, trong trên tay bà vẫn cầm điện thoại. Tiểu Ly, Bạc lão gia 2 ngày nữa sẽ đến đây thăm con. Quản gia Lâm nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy rồi giúp cô ngồi lên ghế. Có chuyện gì với con vậy? Hàn Ân Ni kể mọi chuyện cho bà. Nghe xong quản gia Lâm không khỏi tức giận, nhưng chỉ biết bất lực không làm được gì. Thật là quá quắt mà. Nhưng mà bác Lâm, ban nãy bác có nhắc đến ông nội đúng không ạ? Suýt chút nữa là bà quên mất nói cho Hàn Ân Ni biết. 2 ngày nữa Bạc lão gia sẽ đến đây thăm con đây. Thật ạ? Hai mắt cô sáng lên khi biết được Bạc lão gia gia gần đến thăm. Quả thật ông ấy rất yêu thương cô, không khác gì quản gia Lâm yêu thương cô vậy, nên Hàn Ân Ni rất quý trọng ông. Đúng lời hẹn của Hàn phu nhân là phải có mặt tại sân bay khoảng 3 giờ chiều. Vì là mùa đông xe lạnh nên Hàn Ân Ni đơn giản mặc áo phông trắng và quần ống suông cạp cao, bên ngoài kèm áo khoác măng tô dáng dài có dây buộc eo. Cô cầm túi sách lên nhanh chóng bắt xe đến sân bay. Lúc cô vừa đến sân bay thì ngay lập tức bị cảnh tượng gia đình tương phùng khiến cô chạnh lòng. Cô cũng rất muốn đi đến bên họ, muốn chung vui cùng họ. Hàn Tuyết Nhàn tinh mắt thấy cô liền nhếch môi dương dương đắc ý. Cô ta còn cố tình vẫy tay gọi lớn tên cô. Hàn Ân Ni, chị đến rồi sao? Chị mau lại đây để em ôm một cái. Hàn Ân Ni rất không hài lòng mấy cách nói của cô ta, nhưng vì cương vị là chị gái nên cô chỉ đành khẽ gật đầu rồi đi đến chỗ ba người họ. Hàn phu nhân vừa thấy cô liền không thuận mắt, miệng bắt đầu châm chọc. Quá quắt rồi, cô không thèm xem trọng lời hẹn của tôi còn cả gan đến trễ. Sao cô không ở nhà nằm ngủ luôn đi, còn đến đây làm chi nữa? Khẽ bấu chặt tay, Hàn Ân Ni cố nén cơn uất nghẹn vào trong lòng mà trả lời bà ta. Không phải đâu mẹ, con bị kẹt xe nên không có ý đến muộn. Hàn phu nhân còn muốn mắng cho cô một trận, nhưng vì bị Hàn lão gia ngăn cản. Hàn Tuyết Nhàn nhìn thấy một màn này không khỏi cười thầm. Cô ta còn giở trò tốt bụng nói với cô. Chị đừng để bụng lời nói của mẹ, tại thấy chị đến hơi lâu nên trong người có chút khó chịu thôi, mong chị thông cảm cho mẹ nhé.
rút lời. Cô ta uyển chuyển bước đến gần cô, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên vai cô vỗ vỗ. Hàn Ân Ni nhướng mày khó chịu, hất tay cô ta ra. Thấy con gái cưng của mình bị cô đối xử như vậy, khiến Hàn phu nhân tức giận không thôi. Bà ta chanh chua mắng nhiếc cô: cô hành xử với em gái mình như thế đó hả? Con bé đàng hoàng nói chuyện tử tế với cô, vậy mà cô còn... Bà có thôi đi không hả? Ở đây là sân bay, chứ không phải là ở nhà. Bà không cần mặt mũi nữa, nhưng tôi cần. Đúng là quá mất mặt. Cảm thấy vợ mình quá chanh chua, mắng chửi người khác không thèm ngó ngàng đến chung quanh, Hàn lão gia vừa xấu hổ vừa tức giận, nên nhất thời quát bà ta. Hàn lão gia hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hàn phu nhân thấy thế cũng đi theo, nhưng trước khi đi bà ta còn không quên lườm nguýt cô một cái rõ ghét. Duy trì cô và Hàn Tuyết Nhàn đứng đối diện với nhau, cô ta khoanh tay trước ngực nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. Chị cũng nên đi về trước đi chứ, nếu không một lát nữa chị sẽ phải đau lòng đấy. Hàn Ân Ni nhướng mày khó hiểu, ý của cô ta là có ý gì đây? Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô càng khiến cho cô ta thêm đắc ý hơn. Ánh mắt Hàn Tuyết Nhàn đảo quanh một vòng, nhanh chóng bắt gặp một người đàn ông đang dần tiến về phía cô ta. Khóe môi cô ta dương cao. Chị quay lưng lại mà nhìn xem, ai đang đến? Hàn Ân Ni nghi hoặc nhìn cô ta, sau đó từ từ quay người lại nhìn. Hai mắt cô mở trừng ra nhìn người đàn ông kia, là Mạc Hàn Phong. Anh đến đây để đón Hàn Tuyết Nhàn ư? Toàn thân cô hoàn toàn chết lặng khi thấy hình ảnh Mạc Hàn Phong luôn ân cần với Hàn Tuyết Nhàn. Cô bất lực nhìn hai người họ vui vẻ mà chẳng làm được gì. Ngay từ đầu đến đây, anh không hề nhìn cô lấy một cái, dù là nửa con mắt. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô càng khiến Hàn Tuyết Nhàn thích thú. Chúng ta đi thôi. Đưa vali đây, tôi cầm giúp cho. Hàn Tuyết Nhàn nở nụ cười thân thiện, sau đó đưa vali của mình cho Mạc Hàn Phong. Hai người nhanh chóng rời khỏi sân bay. Nhìn bóng lưng của hai người họ dần rời đi, khiến trái tim Hàn Ân Ni đau quặn thắt. Không trụ được, cô liền ngồi xồm xuống, úp mặt vào đầu gối, bắt đầu khóc nức nở. Bỗng dưng một bàn tay thon dài khẽ chìa ra xoa đầu cô. Hàn Ân Ni nhất thời ngừng khóc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một người đàn ông với vóc dáng thư sinh, nhưng lại rất quen thuộc với cô. Không ngần ngại ôm chầm lấy người đàn ông kia, rồi lần nữa òa khóc nức nở. Âu Dương Phàm. Nhìn thấy nước mắt của cô khiến Âu Dương Phàm đau quặn thắt, khẽ ôm chặt lấy cô vào lòng. Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt khóc của cô, khiến anh ta lại liên tưởng đến em gái đã mất tích của mình. Ngoan, nín nào. Anh đưa em đi ăn, để giải tỏa cơn buồn bực. Hàn Ân Ni ngoan ngoãn gật đầu cùng Âu Dương Phàm rời khỏi sân bay. Anh đưa cô đến một nhà hàng khá là sang trọng. Cô mỗi khi đến nhà hàng sang trọng sẽ lập tức từ chối ngay, nhưng vì không có tâm trạng nên mặc kệ tất cả. Nhưng điều cô không ngờ đến lại bắt gặp Mạc Hàn Phong và Hàn Tuyết Nhàn đang cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Gương mặt cô thoáng chốc trùng xuống. Đột nhiên cô lại nghe giọng nói trầm ấm của Âu Dương Phàm. Ân Ni, em có thể làm em gái của anh được không? Hàn Ân Ni ngồi nghiêm nghị đối diện với Âu Dương Phàm. Ánh mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của cô nhìn Âu Dương Phàm, khiến anh như muốn ngọ nguậy. Quả thật đôi mắt của cô thật giống với đôi mắt của mẹ mình, Âu Dương Phàm nghĩ thầm. Ân Ni, em vẫn chưa trả lời đề nghị của anh đấy. Hay em không muốn làm em gái của anh? Nghe Âu Dương Phàm nói vậy, cô vội vàng xua tay, ngụ ý không phải. Sau đó chậm rãi giải thích. Không phải là em không muốn làm em gái của anh. Em thấy chúng ta thích hợp làm bạn bè thì hay hơn. Nhưng anh không thích. Làm sao đây? Đột nhiên Âu Dương Phàm dở giọng nũng nịu khiến cô có chút không quen. Nhưng mà làm em gái hay bạn bè cũng đâu có khác gì đâu nhỉ. Thôi thì đồng ý với lời đề nghị của anh vậy. Vậy được, em đồng ý làm em gái của anh. Ngoan lắm. Thức ăn cũng được dọn ra rồi, mau ăn thôi Tiểu Ly. Bỗng dưng đôi mắt Hàn Ân Ni cay xè. Không hiểu sao cô lại xúc động khi được Âu Dương Phàm gọi hai tiếng Tiểu Ly, khác với tiếng gọi của quản gia Lâm. Vì không muốn Âu Dương Phàm lo lắng nên cô nhanh chóng cúi gằm mặt xuống,
nhưng hành động này của cô đâu thể qua mắt được anh. Tiểu Ly, ngừng mặt lên nhìn anh. Hàn Ân Ly khẽ giật mình, vội chớp chớp mắt, sau đó ngừng đầu lên nhìn anh. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khiến Âu Dương Phàm rất đau lòng. Tại sao lại khóc? Em không biết nữa, chỉ là được anh gọi Tiểu Ly nên nhất thời xúc động thôi ạ. Ngoan, không khóc nữa hả? Nào nào, em ăn trà xương sườn này nhé. Hàn Ân Ly hít hít mũi, khẽ gật đầu, nhận tô trà xương sườn Âu Dương Phàm đưa. Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Hàn Ân Ly hôm nay được an ủi phần nào khi có Âu Dương Phàm bên cạnh trò chuyện. Cô tháo giày ra rồi xếp gọn gàng lên kệ, mang dép vào. Như khi đến phòng khách thì bước chân của cô khẽ khựng lại, nhìn người trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên, miệng nhỏ khẽ gọi: "Ông nội." Mạc lão gia cười tươi, vẫy vẫy tay ngụ ý muốn cô nhanh chóng qua đây. Hàn Ân Ly ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông. "Tiểu Ly của ông, cho ông ôm một cái nào." "Vâng ạ." Hàn Ân Ly vui vẻ chủ động ôm chầm lấy ông ấy. Mạc lão gia yêu thương cô, vỗ vỗ lưng. Đột nhiên ông nói một câu khiến cô sững sờ: "Có phải con mệt mỏi lắm đúng không?" "Sao ạ?" Mạc lão gia khẽ buông cô ra, sau đó lại thở dài bất lực. Ông nhìn cô bây giờ còn gầy gò hơn lúc trước, điều này khiến ông đã đau lòng. Nhưng khi biết cháu trai của ông đối xử tệ bạc với cô, càng khiến ông rất tức giận, vừa áy náy, nhiều nhất vẫn là xót xa. "Con đừng giấu ông nữa. Một năm qua, thằng nhóc Mạc Hàn Phong đối xử ra sao với con, ông đã nghe quản gia Lâm nói hết rồi. Tiểu Ly à, nếu con cảm thấy uất ức thì có thể gọi cho ông mà, sao lại để trong lòng? Ông có thể đòi lại công bằng cho con mà." Hôm nay vì quá nhớ cháu dâu nên ông đã từ thành phố D bay đến đây. Nhưng không ngờ khi nghe quản gia Lâm kể lại mọi chuyện trong một năm qua, khiến ông rất tức giận, suýt chút nữa thì đột quỵ. Ông không ngờ Mạc Hàn Phong lại là loại cầm thú đến mức như vậy. Sức mềm yếu của Hàn Ân Ly sao có thể chịu đựng được sự hành hạ, nghĩ thôi cũng đã khiến ông đau đến tận tâm can rồi. Hàn Ân Ly lại lắc đầu, mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô cũng không muốn khơi gợi nữa. Nhưng được Mạc lão gia quan tâm, cô cảm thấy rất vui. "Ông nội, ông đã ăn gì chưa ạ? Để con nấu cho ông ăn nhé." Mạc lão gia lắc đầu ngao ngán, dù biết cô đang muốn chuyển chủ đề khác nên ông không muốn vạch trần, chỉ cười hiền từ: "Từ chiều nay ông chưa bỏ gì vào bụng cả, quả thật có chút đói bụng. Vậy ông ngồi đây xem phim đi nhé, con vào bếp nấu vài món cho ông ăn." Mạc lão gia vui vẻ ra mặt: "Được được." Hàn Ân Ly nhanh chóng đi vào bếp. Đúng lúc Mạc Hàn Phong trở về nhà, nhìn thấy ông nội anh không mấy ngạc nhiên, vì được trợ lý Nhan đã thông báo rồi. "Ông nội, cho hỏi ông qua loa." Anh toan định bước lên lầu thì bị tiếng nói nghiêm nghị của Mạc lão gia ra làm cho khựng lại. "Đứng lại, ông có chuyện muốn nói với con." Mạc Hàn Phong khẽ nhướng mày, sau đó nghe lời ông mà đi đến ghế ngồi. "Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi." Mạc lão gia nhìn thấy thái độ hờ hững của anh khiến ông rất tức giận, nhưng vẫn cố áp chế cảm xúc xuống, thẳng thừng vào chủ đề. "Ông nói thẳng với con luôn, con nên ly hôn với Tiểu Ly đi. Con bé đã quá mệt mỏi lắm rồi." "Không được." Không hiểu sao khi nghe Mạc lão gia nhắc đến hai từ ly hôn, anh nhất thời khó chịu. Anh vì quá kích động mà hơi lớn tiếng với ông: "Tại sao? Con vẫn muốn tiếp tục hành hạ con bé ư? Mạc Hàn Phong, con tốt nhất đừng đụng một sợi tóc Tiểu Ly. Nếu không ông không chắc cô tình nhân của con có sống được yên ổn hay không đâu. Ngay cả con cũng vậy." "Ông nội." Mạc Hàn Phong siết chặt tay không thể phản kháng một lời nào nữa. Mạc lão gia không quan tâm về mặt khó coi của anh mà đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Đây chỉ là lời cảnh cáo nhẹ của ông. Mạc Hàn Phong đi lên phòng trong sự hậm hực. Mạc lão gia đi vào phòng ăn thì thấy Hàn Ân Ly đã dọn xong thức ăn lên bàn. Mặt ông lúc này đã không còn cau có nữa, mà thay vào đó là gương mặt tươi cười. "Thơm quá, món ăn do đích thân cháu dâu của ta nấu.
chắc chắn sẽ rất ngon lắm đây. Ông nội quá khen rồi ạ. Mạc lão gia bật cười ha hà trước sự ngượng ngùng của cô, sau đó ngồi vào ghế bắt đầu thưởng thức món ăn do tay nghề cô nấu. Ông gắp một miếng hàu chiên trứng bỏ vào miệng, ngay lập tức hai mắt ông sáng ngời, rồi lại gật gật đầu. Ngon lắm. Ông không ngờ tài nấu nướng của con lại vượt quá sức tưởng tượng của ông luôn đấy. Ngay bây giờ ông chỉ muốn ăn món ăn do con nấu thôi. Hàn Ân Ly khẽ cười. Cô chỉ thấy thức ăn cô nấu cũng chỉ bình thường thôi, ông nội có cần khen ngợi quá không nhỉ? Nhưng được ông ấy khen, sao cô không vui mới là lạ đấy. Ông nội, ông từ từ ăn đi nhá, con lên lầu dọn dẹp phòng ngủ cho ông. Ê, không cần đâu. Lúc chiều nay quản gia Lâm đã dọn giúp ông rồi. Giờ thì con ngồi đây nói chuyện với ông một lát. Mạc lão gia ăn nốt một phần thức ăn, sau đó bỏ đũa xuống, gương mặt hết sức nghiêm nghị nhìn Hàn Ân Ly. Tiểu Ly này, ông biết con rất yêu thằng Hàn Phong, nhưng mà ông không thể nào chấp nhận được việc thằng nhóc Hàn Phong luôn chà đạp lên tình cảm chân thật của con. Ông không muốn con phải chịu uất ức, vì vậy hứa với ông một chuyện được không? Đột nhiên Hàn Ân Ly có cảm giác căng thẳng. Đừng có nói là ông nội muốn cô ly hôn với Mạc Hàn Phong nha. Thật ra cô ở trong bếp đã nghe hết tất cả mọi chuyện giữa Mạc Hàn Phong và Mạc lão gia rồi. Cô hiểu ông nội chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô chưa đủ can đảm rời xa Mạc Hàn Phong, bởi trái tim cô vẫn còn rung động với anh. Xa rồi cả thế giới không có gì đáng sợ, chỉ là không biết có thể xa nổi một người không thôi. Hít thở thật sâu, Hàn Ân Ly lấy hết dũng khí mà lên tiếng. Chuyện gì ạ? Ông nội cứ nói đi ạ. Tiểu Ly à, hứa với ông, hãy ly hôn với thằng Hàn Phong được không con? Nó rất tồi, không xứng đáng để được con yêu thương, càng không xứng làm chồng của con. Hai mắt Hàn Ân Ly đỏ hoe, biết thế nào ông nội cũng sẽ nói về việc ly hôn, nhưng cô không muốn ly hôn với Mạc Hàn Phong, càng không muốn ông nội khó xử. Phải làm sao đây? Cô quả thật rất rối rắm. Ông nội, con không thể. Ông hiểu rồi, chỉ là ông không hiểu nổi thằng nhóc Hàn Phong đó có cái gì mà con phải hy sinh tất cả. Ngay cả trái tim của con bị nghiền nát nhưng vẫn yêu nó. Hàn Ân Ly chỉ biết cười khổ. Tình yêu thực sự lúc nào chẳng có đôi chút mù quáng, nên cô từng lầm lẫn như thế một vài lần cũng không sao cả, chẳng việc gì hối hận cả khi cô đã từng trao đi tình yêu chân thành. Nếu một lần nữa Mạc Hàn Phong làm chuyện gì quá đáng với cô, thì Hàn Ân Ly cô sẽ tự động rời xa anh, càng nhanh càng tốt. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Mạc Hàn Phong ở nhà, nhưng có điều anh luôn trốn trong thư phòng làm việc, không có ý định ra ngoài, đơn giản vì không muốn chạm mặt Mạc lão gia. Mạc lão gia ngồi nghiêm nghị trong phòng khách xem tin tức, hai tay vẫn chống gậy ba tong. Hàn Ân Ly từ trong bếp đi ra, tay bưng một đĩa dâu tây được cắt ra rất cẩn thận và bắt mắt, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ông nội, dùng một ít trái cây để cháo miệng nhé. Được. Ông rất hài lòng với cách cư xử của cô, miệng không ngừng tươi cười. Quả thật ông rất tự hào khi có một đứa cháu dâu hiểu chuyện, lại rất lễ phép như cô. Nếu ba mẹ Mạc Hàn Phong còn sống thì chắc chắn họ cũng sẽ hài lòng với cô con dâu này. Chỉ tiếc họ không còn nữa. Còn một điều đáng tiếc hơn là cháu trai của ông không biết trân trọng người yêu nó. Tinh tong. Hai ông cháu đang xem tin tức, vừa ăn trái cây trắng miệng thì đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Hàn Ân Ni lễ phép đứng dậy. Để con đi ra mở cửa ạ. Hôm nay quản gia Lâm xin phép về nhà nên cô sẽ thay bà ấy đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người hiện ra trước mặt cô là Hàn Tuyết Nhàn. Cả người cô thoáng chốc cứng đờ. Hàn Tuyết Nhàn nhíu mày, thấy cô cứ đứng bất động, không có ý định cho cô ta, khiến cô ta có chút cáu gắt. Hàn Ân Ly, chị tránh ra để cho tôi còn vào nhà nữa. Hàn Ân Ly quả thật rất tức giận trước sự ngang ngạnh của cô ta. Cô nhìn từ trên xuống dưới, trên người Hàn Tuyết Nhàn thì không khỏi cười khổ. Này cô ta lại lớn gan,
mặc chiếc đầm bó sát hai dây, hở lưng xẻ tà, trông thật quyến rũ thật. Người đàn ông nào nhìn vào đều muốn bổ nhào lên người cô ta. Nhưng chỉ tiếc cô rất khó chịu với cách ăn mặc của Hàn Tuyết Nhàn. Nhưng hôm nay có ông nội ở đây, cô không muốn Hàn Tuyết Nhàn ngang ngược như vậy được. Vì dù sao cô ta cũng là em gái của cô. Hàn Ân Ni nghiêm mặt lên tiếng. Hàn Tuyết Nhàn, em có thể bớt ngang ngược được không? Ở đây không phải là nhà của em, nên đừng có nói chuyện vô lịch sự như vậy. Hàn Tuyết Nhàn nghiến răng đẩy người cô sang một bên, suýt chút nữa là cô sấp mặt xuống đất. Cô ta không những không biết điều mà còn hống hách ra mặt. Không phải nhà của tôi ư? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân của căn biệt thự này thôi. Còn chị ấy, cũng nhanh chóng dọn đồ rồi cút về nơi thấp hèn của chị đi là vừa. Ồ, chưa được sự cho phép của tôi mà cô đã mạnh mồm nhận mình là Mạc thiếu phu nhân rồi ư? Ai cho cô cái lá gan đó? Mạc lão gia từ trong phòng khách chống gậy ba tong bước từng bước chân quyền lực đến trước mặt Hàn Tuyết Nhàn. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô ta khiến cô ta run cầm cập như muốn ngã quỵ xuống đất. Ngay khi chạm ánh mắt lạnh lẽo của Mạc lão gia khiến cho Hàn Tuyết Nhàn trở nên khúm núm, miệng cứ lắp bắp chào hỏi ông. Con chào ông ạ. Thôi khỏi. Mạc lão gia vừa nhìn cô ta đã không thuận mắt rồi. Vừa rồi cô ta còn tỏ thái độ khinh thường với cháu dâu của ông. Ông sẽ không để cho cô ta yên đâu. Hàn Tuyết Nhàn đúng không? Ai cho cô cái lá gan dám hống hách với cháu dâu của tôi? Không những thế, cô còn mở mồm mở miệng thốt ra những lời khinh thường đối với cháu dâu của Mạc Hàn Sinh tôi. Cô đã đang chán với cuộc sống này. Gương mặt Hàn Tuyết Nhàn lập tức đỏ bừng. Đúng hơn là cô ta đang sợ vừa tức giận. Ánh mắt căm phẫn của cô ta đảo qua nhìn về phía Hàn Ân Ni. Cô ta là đang ghen tị vì được Mạc lão gia bảo vệ. Hai tay cô ta siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hàn Tuyết Nhàn cắn môi đến mức bật máu. Sự ghen ghét và tức giận đã ăn sâu lý trí của cô ta. Dường như cô ta không hề xem trọng lời nói của Mạc lão gia, mà ngang ngạnh chỉ thẳng vào mặt Hàn Ân Ni, sau đó buông lời khó nghe. Đồ tiện nhân trời sinh, Hàn Ân Ni, tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là một người phụ nữ thấp kém. Dựa vào đâu mà cô lại có được sự quan tâm và bảo vệ từ Mạc lão gia chứ? Cô không khác gì dã nhân. Chát. Hàn Ân Ni không hề kiêng nể gì mà thẳng tay tát mạnh vào gương mặt đẹp đẽ của Hàn Tuyết Nhàn. Sức chịu đựng của cô có giới hạn, vậy nên cô sẽ không để bất cứ ai lần nữa xúc phạm đến bản thân. Bây giờ cô không phải là loại người để người khác mắng nhiếc hay khinh bỉ cô nữa. Hàn Ân Ni cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Hàn Tuyết Nhàn, cô nói tôi là dã nhân ư? Đúng rồi, tôi rất dã nhân, nhưng lại biết hai từ lễ phép. Còn cô, không phải dã nhân, nhưng lại không bằng dã nhân. Chị. Hai mắt Hàn Tuyết Nhàn trợn tròn như không thể tin được chuyện trước mắt mình. Cô ta ôm một bên má lúc nãy bị cô đánh mà chỉ căm phẫn nhìn Hàn Ân Ni. Ông nội Mạc cũng không khác gì cô ta. Ông hết sức kinh ngạc rằng Hàn Ân Ni trước giờ luôn ngoan ngoãn hiền lành, không biết cách chống trả mặc cho người khác ức hiếp. Cô như bị ai đó nhập vào vậy, hoàn toàn khác so với trước kia. Nhưng rất nhanh ông nở nụ cười hài lòng. Ít ra cháu dâu của ông đã mạnh mẽ lên rồi. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói đầy lạnh nhạt phát ra từ phía cầu thang. Ngay khi thấy Mạc Hàn Phong xuất hiện, Hàn Tuyết Nhàn rưng rưng nước mắt, vừa vui mừng toan chạy về phía anh, nhưng bị Mạc lão gia chặn ngang. Cô ta bặm môi nhìn anh đầy ủy khuất. Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ta, Mạc Hàn Phong không giấu được sự lo lắng xen lẫn tức giận. Anh đi đến gần Mạc lão gia, không lạnh không nhạt lên tiếng. Ông nội, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Tuyết Nhàn lại khóc? Có phải ông đã nói những điều khó nghe với cô ấy đúng không? Khóe môi Mạc lão gia khẽ co giật, hừ lạnh một tiếng. Tại sao con không hỏi cái cô tình nhân bé nhỏ của con đi? Chưa gì đã đến chất vấn ông. Mạc Hàn Phong nhất thời cứng họng, hướng ánh mắt hổ phách nhìn Hàn Tuyết Nhàn.
nhưng chỉ thấy nước mắt của cô ta càng chảy nhiều hơn và vội lắc đầu với anh, ngụ ý không phải tại cô ta. Đôi mày anh nhướng lên một cách khó chịu, vừa tức giận quay sang Hàn Ân Ly nhưng miệng lại chất vấn Mạc lão gia. Có phải ông vì cô ta mà buông lời khó nghe với Tuyết Nhạt phải không? Con nói cho ông tỉnh ngộ luôn, Hàn Ân Ly vốn không phải là thứ lương thiện gì, bên trong cô ta luôn chứa những thứ thủ đoạn, âm mưu quỷ kế xảo quyệt. Búp. Mạc Hàn Phong chưa kịp nói hết đã nhận ngay cú tát thật mạnh từ Mạc lão gia. Ông không ngu gì tin những lời cay nghiệt từ miệng anh phát ra. Tuy trước kia ông quả thật không tiếp xúc nhiều với Hàn Ân Ly, nhưng với con mắt nhìn người của ông rất chuẩn, rất nhanh ông đã đoán được cô là một người lương thiện, luôn ngoan hiền. Chỉ có người ngu như Mạc Hàn Phong mới tin những lời suối quẩy của Hàn Tuyết Nhàn. Ông tức giận đập cây gậy ba tong xuống đất một cái rõ to. Mạc Hàn Phong, con không xứng nhắc đến tên Tiểu Ly, càng không xứng buông lời cay nghiệt với con bé. Ông khuyên con hãy nên đi tìm hiểu con người thật của cô tình nhân bé nhỏ của con đi là vừa. Ông nội. Mạc Hàn Phong tức giận đến mức phải cứng họng, còn Hàn Tuyết Nhàn thì giàn ruộng nước mắt lắc đầu nhìn Mạc Hàn Phong đầy uất ức. Hàn Phong, em không phải người xấu như ông nấy nói đâu. Nhìn nước mắt giàn ruộng của cô ta khiến Mạc Hàn Phong có chút đau lòng. Anh không nói không rằng lách qua người Mạc lão gia mà tiến thẳng đến chỗ Hàn Tuyết Nhàn, không hề chần chừ nắm lấy cô ta. Ông nội, ông nghe rõ chưa? Cô ấy không hề xấu như ông nghĩ. Đừng vì mấy câu của người khác mà nói những điều khó nghe với cô ấy. Dứt lời, Mạc Hàn Phong nhanh chóng đưa cô ta rời khỏi đây. Mạc lão gia tức giận gằn giọng lên, nhưng anh không hề quay mặt lại. Mạc Hàn Phong, con đứng lại cho ông. Nhìn bóng lưng của Mạc Hàn Phong cùng Hàn Tuyết Nhàn rời đi, hình tượng mạnh mẽ của cô nhanh chóng sụp đổ. Quả thật cô không hề mạnh mẽ như cô nghĩ, trái tim cô cứ liên tục đau quặn thắt lên. Mạc lão gia nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô khiến ông càng đau lòng. Cháu dâu của ông không đủ mạnh mẽ rồi. Tiểu Ly à, là phụ nữ, con phải học cách tuyệt tình. Cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà níu kéo nó lại. Một người thông minh như con chắc chắn sẽ hiểu ý của ông đúng chứ? Mấy thời gian này vì có Mạc lão gia ở lại đây nên Hàn Ân Ly cũng có nhiều thời gian đi ra ngoài. Mà không những thế, Mạc lão gia còn bắt cô phải ra ngoài thật nhiều hơn để khoan khoái tinh thần, không bị gò bó bởi Mạc Hàn Phong. Hàn Ân Ly xin phép Mạc lão gia ra ngoài một lát, nhưng không ngờ đến ông ấy lại nhiệt tình đồng ý. Hôm nay quả thật cô có hẹn với Âu Dương Phàm nên đã đi thẳng vào một quán nước. Nhìn thấy gương mặt có nét u buồn của anh khiến cô ấy lấy làm lạ. Ngày thường anh không tỏ ra bộ mặt này, ngay cả khi cô đến gần và cả tiếng kéo ghế cũng không khiến Âu Dương Phàm hoàn hồn lại. Cô bất giác thở dài, sau đó gọi anh. Anh Dương Phàm. Hả? Âu Dương Phàm lúc này mới giật mình hoàn hồn lại, vừa thấy cô anh liền ái ngại, khẽ cười gượng lên tiếng. Xin lỗi em, nãy anh thất thần một số chuyện mà quên mất em đến từ bao giờ. Không sao đâu, em cũng vừa mới đến mà. Nhưng mà dường như tâm trạng của anh không tốt lắm, đã có chuyện gì với anh sao? Nhưng Âu Dương Phàm lại né tránh, vừa có chút lưỡng lự. Khi nhìn vào đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu của Hàn Ân Ly, khiến anh bất giác nhớ đến em gái mất tích của mình. Một điều thôi thúc nào đó khiến anh muốn anh kể cho cô nghe. Thấy Âu Dương Phàm có ý định không muốn nói với mình, không hiểu sao cô lại rất muốn anh nói. Nếu là trước đây anh có chuyện gì khó nói thì cô sẽ nhanh chóng không hỏi, nhưng bây giờ trong lòng cô cứ nao nao muốn biết chuyện cho bằng được. Anh Dương Phàm, anh từng nói chúng ta là anh em cơ mà, có chuyện gì thì anh cứ chia sẻ với em, không cần phải giấu đâu ạ. Âu Dương Phàm nhìn cô một cách trầm lắng, nhưng sự u buồn của anh không giấu được trong mắt. Anh khẽ thở dài bất lực. Ân Ly à, anh từng có một đứa em gái, nhưng mà con bé đã mất tích chỉ mới 1 tuổi. Cho đến hiện tại anh vẫn vô dụng không tìm được con bé. Mẹ anh ngày nào cũng hóng tin tức của con bé, nhưng khi bà ấy nhận được tin tức không tìm thấy con bé
là bà ấy đều ngã bệnh. Hàn Ân Ly trong tiềm thức bất giác trái tim đau nhói không ngừng. Là vì sao vậy? Hai tay cô vì căng thẳng mà siết chặt vào nhau, cảm xúc lâng lâng không thể nào diễn tả nổi. Vì sao em gái của anh lại mất tích? Anh có thể nói rõ cho em được không? Không hiểu sao cô rất muốn nghe, nhưng đâu ai biết trong lòng cô lúc này không ngừng hồi hộp, xen lẫn căng thẳng, đến mức lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Âu Dương Phàm không hề lưỡng lự mà bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Hàn Ân Ly nghe. Vào năm em gái anh tròn 1 tuổi, cũng vào lúc đó ba mẹ anh đã tổ chức một sinh nhật nho nhỏ. Tuy là gia đình khá giả, nhưng ba mẹ anh lại không thích sự ồn ào, nên chỉ tổ chức nho nhỏ cho em gái anh. Chính vào ngày hôm ấy, Âu lão gia đưa em gái anh đến trung tâm thương mại để chọn quà cho con bé. Ngay khi trên đường về nhà, Âu lão gia đã có một cuộc điện thoại từ công ty, nên mở cửa xe đi ra, để em gái anh một mình trong xe. Nhưng một điều rằng ba anh không khóa cửa xe. Trong lúc ba anh đang mải mê nói chuyện thì đột nhiên nghe tiếng khóc của em gái anh, nhưng nhanh chóng bị ai đó bịt miệng lại. Ba anh lúc này mới quay người lại thì thấy một người đàn ông trung niên ẵm bồng em gái anh chạy đi mất. Rất nhanh ông lão gia nhận ra người đàn ông này ngoài em trai ruột của ông thì không là ai. Ba anh lúc đó hoảng hốt, không màng đến cái gì mà cứ thế đuổi theo. Nhưng điều mà Âu Dương Phàm khó chấp nhận được, khi Âu lão gia trong lúc đuổi theo em trai mình thì một chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh lao về phía ông ấy. Âu lão gia chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã cắn qua người ông ấy, khiến ông tử vong ngay tại chỗ. Nhưng mà mắt ông không nhắm lại vì không cam tâm. Hốc mắt Hàn Ân Ly ngay từ khi bắt đầu nghe Âu Dương Phàm kể mọi chuyện sớm đã đỏ au. Trong lòng đau thắt từng cơn, cô hít mũi, giọng nói có chút khàn hỏi Âu Dương Phàm. Dương Phàm, vậy tại sao chú của anh lại muốn bắt em gái anh đi? Có phải là giữa ba và chú của anh có mâu thuẫn gì chăng? Gương mặt Âu Dương Phàm thoáng chốc đượm buồn, lại vừa chua xót. Quả thật Hàn Ân Ly nói đã đúng, giữa ba anh và chú của anh đã có mâu thuẫn với nhau nhưng rất gay gắt. Em nói đúng, giữa hai người họ đã có mâu thuẫn với nhau. Âu gia trước đó có 2 người con trai, đó là ba anh và chú của anh. Hai người họ đều được hưởng ứng sự thông minh toàn năng ngang như nhau, ngay cả làm việc cũng thông suốt. Hai người họ đều có chung quy là quen tay hay việc. Nhưng không ngờ đến, ba của anh được bổ nhiệm kế sản nghiệp của Âu gia mà không phải là chú của anh. Chú ấy lúc ấy rất tức giận, sau đó sinh nghi hận ba anh, luôn căm phẫn ba anh. Chú ấy vì không cam tâm sự nỗ lực của bản thân bấy lâu nay mà không được Âu gia công nhận. Một phần vì căm phẫn ba anh mà chú ấy đã ấp ủ một kế hoạch để trả thù ba anh. Nhưng không ngờ chú ấy trả thù ba anh bằng cách cướp lấy em gái của anh. Sau khi chú ấy thành công cướp đi em gái của anh, chú ấy đã làm mọi cách cắt đứt mọi thông tin liên lạc đến em gái của anh, khiến cho cả nhà anh phải sống trong sự đau khổ dằn vặt mà tìm kiếm. Quả thật chú ấy không hề biết ba anh chết vì tai nạn. Nhưng khi nghe tin chấn động này, chú ấy đã vô cùng ân hận và tội lỗi. Chú ấy mất hết tất cả, mất luôn người anh trai yêu quý, nên chú ấy đã quyết định tự kết liễu đời mình. Lúc ấy anh chưa kịp hỏi hiện tại em gái của anh đang ở đâu thì chú ấy đã ra đi. Anh lúc đó vừa giận dữ vừa đau lòng, không biết nên làm gì mới phải. Cũng vì bảo mật của chú anh quá cẩn thận, dù anh cùng Âu gia lớn mạnh cỡ nào nhưng không tài nào tìm được em gái của anh. Anh vừa mệt mỏi vừa bất lực, nhưng anh chưa hề có ý định từ bỏ. Nghe xong câu chuyện, Hàn Ân Ly đã bật khóc trong cơn uất nghẹn, ngay cả khi Âu Dương Phàm cũng giật mình khi thấy cô bật khóc. Nhưng anh lại thấy đau xót mỗi khi nhìn thấy cô khóc. Âu Dương Phàm vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nhìn nước mắt nước mũi tèm lem của cô khiến anh không nhịn được mà bật cười. Không hiểu sao anh muốn trêu chọc cô. Có cần phải cảm động đến mức khóc nức nở như vậy không? Hả? Em khóc trông xấu lắm đấy. Bởi câu nói đùa của Âu Dương Phàm đã thành công chọc cho cô cười. Thấy cô đã cười rồi khiến anh cũng yên tâm hơn nhiều. Hàn Ân Ly trở lại dáng vẻ điềm tĩnh,
nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ do khóc, giọng khàn khàn vang lên. Được rồi, em không sao nữa rồi. Nhưng mà anh hẹn em đến đây là có chuyện gì sao ạ? Ừ, anh sẽ trở về Mỹ, nhưng lần này sẽ không quay về thành phố Lạc Thành nữa. Ánh mắt Hàn Ân Ni thoáng chốc mất mát, khẽ cụp mắt xuống như hiểu được tâm trạng của cô, anh liền nói tiếp. Nhưng mà anh có thể liên lạc với em mà đúng không? Đừng sụ mặt nữa, xấu lắm đấy. Cô với giọng yếu xìu trả lời. Em biết rồi. Hai người họ nói chuyện với nhau qua một lúc thì Hàn Ân Ni ra về. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô rời đi khiến Âu Dương Phàm bất giác muốn điều tra đời tư của cô. Biết dù là không được hay cho lắm, nhưng anh vẫn muốn điều tra. Rút suy nghĩ, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình. A Tứ, giúp tôi điều tra về đời tư của Hàn Ân Ni. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận mệnh lệnh, sau đó cúp máy. Âu Dương Phàm vẫn đứng đó, vẫn nhìn bóng lưng của cô đang xa dần mà lẩm bẩm. Nếu em gái mình vẫn còn sống thì chắc cũng tầm tuổi cô ấy.